Mình là Tài, chuyên gia về bán hàng trên sàn Shopee. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về bảng tính chi phí bán hàng trên Shopee, cũng như là đưa ra cái giá nhập cụ thể, gọi là minh họa cho các bạn biết về cái việc bán hàng trên Shopee thì có những chi phí nào, cũng như là định giá nhập ra sao để phù hợp với cái công việc của bạn bán hàng và đưa ra được cái mức lợi nhuận mà các bạn có thể đo lường được, thay vì cái việc là bạn để một cái giá nó cao quá hoặc là thấp quá, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc bán hàng của các bạn. Thì ở đây là sẽ có những cái phần chi phí như phí thanh toán, phí cố định, hai cái này là mặc định bắt buộc là phải có tối đa là 6% rồi, nên là các bạn không đăng ký dịch vụ gì trên Shopee thì các bạn đã mất 6% bán hàng. Tiếp theo là phí dịch vụ về phí ship extra, và extra plus, và cuối cùng là hoàn su. Thì các gói dịch vụ này nó tương ứng đối với cái từng dịch vụ, với chi phí ban đầu ở trên phần phí ship extra là 7%. Thì để các bạn xem được cái chi phí phần trăm trên mỗi dịch vụ là như nào, các bạn ở ô F789 này các bạn ấn chọn xuống, và các bạn lựa chọn ở đây là xem đấy, hoàn su là mất 5%. Đây gói lẻ nhé, khi tham gia hai gói phí ship extra và hoàn su extra thì sẽ được giảm 0,5% của gói su extra, gói phí ship extra và hoàn su 5% sẽ cộng vào là 11,5% nha các bạn, tối đa là 20.000 trên một sản phẩm. Hoàn su 5% tối đa là 20.000 trên một sản phẩm. Khi gói phí ship extra và phí ship extra plus là tổng là 9%, giảm tối đa là 40.000. Khi tham gia cả ba gói thì sẽ được giảm 5% cho gói phí ship extra, và phí ship extra plus là khoảng 8,5%, giới hạn thu tối đa là 40.000, giảm 1% phí hoàn su là 4%, 8,5% là 12,5%, cộng với 6,5% là 19%. Khi tham gia cả ba gói thì đó là cái việc mà các bạn nên xem xét là tham gia gói nào cho nó phù hợp, tùy vào cái việc mà bạn sản phẩm của bạn là gì, rồi thì bạn chọn cái hình thức nào, tùy vào dòng sản phẩm. Có dòng sản phẩm không cần phí ship extra, bởi vì là nó thực ra thì nó đang trên 50.000 rồi, cũng như là hoặc là sản phẩm giá trị cao thì 20-30.000 tiền ship nó không đáng là gì, nhưng mà cái phí ví dụ hoàn su lại nó cũng khá là cần thiết, nên cái việc của bạn sử dụng cái gói hoàn su này cần thiết hơn so với cái gói phí ship extra. Thì khi mà các bạn lựa chọn cái phần tham gia này, các bạn chọn tham gia phần gì thì tự động cái file này của mình sẽ hiển thị cho các bạn, đó là cái phần trăm dịch vụ mà các bạn phải mất ở đây. Thì ở đây là chi phí, nó sẽ hiện ra cái chi phí phần trăm tổng cuối cùng lại, và các bạn sẽ mất thêm là phí thuế 1,5%, như các bạn đã biết rồi, hiện tại đang bị truy thu thuế cũng như là đánh thuế ở trên việc là bán hàng online. Tiếp theo mình định giá về quảng cáo là 10%. Tất cả phần này, phần từ phần G đến phần Q này là phần chi phí mà các bạn sẽ cần mất. Đây, tổng chi phí là 26%. Đây là 14,5% cộng với 10% này thì nó sẽ ra khoảng phần trăm này ở đây. Như bạn thấy là N5 chia Q5. Đó, thì các bạn thấy là cái chi phí, và cũng như là các bạn sẽ nhập giá nhập vào đây và cộng ở đây là mình định giá là cộng lên 20-25% cái giá nhập. Thì khi mà các bạn có giá bán ở đây thì bạn sẽ tính được cái phí hoàn, phí không tham gia, phí cố định. Đó, phí cố định là 30%, không tham gia là 6% đấy. Đó, rồi phí hoàn su, rồi thêm tham gia gói nào thì nó sẽ thêm phần trăm, cũng như là tính được cái giá chi phí cho các bạn. Thì khi đó thì ở trong phần
Còn lại giá gốc Shopee mình định ở đây là 290, và thì nó sẽ tính cho mình cái gọi là cái lãi lỗ của việc bán hàng này. Nhập 170, bán 100, bán 290 thì ở đây cơ bản là nó đang là lỗ đấy, lỗ âm gần 11%. Thì cái việc mà các bạn sử dụng cái file này, các bạn sẽ biết được là chi phí bán hàng của bạn là bao nhiêu, cũng như là một sản phẩm bạn đang ra định giá như này đã đúng chưa, và bạn lời hay lỗ khi mà bán giá đó. Thì dựa vào cái bảng này thì mình hy vọng các bạn sẽ tính được giá bán nó hợp lý nhất, và các bạn sẽ có lời khi thay vì cái việc của bạn định giá một cách cảm tính mà nó sẽ không có cái con số cụ thể. Thì phần bên dưới chú thích xong số thì mình sẽ ghi các phần chú thích cũng như là cách tính phần trăm để làm sao các bạn hiểu rõ nhất có thể. Thì các bạn có thể là xem phần mô tả để tải lại cái file này nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin gặp lại các bạn vào các video sau.